phải tấn công trước để không mất Crimea. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Choáng váng với quân số lính Ukraine tử trận và ra đầu hàng. Diễn biến chiến trường ra sao trong 24 giờ qua? Zelensky chế trò chơi gì với tổng tư lệnh quân đội Ukraine? Vì sao Kiev đòi phương Tây hủy diệt Iran, Syria? Sĩ quan cao cấp người Nga kêu gọi Moscow phải tấn công trước để cứu hạm đội Biển Đen và giữ Crimea, không loại trừ khả năng tên lửa ATACMS bị tiêu diệt ngay khi chưa kịp khai hỏa. Tin buồn cho nền kinh tế Đức khi ngành công nghiệp chủ chốt của họ đang lâm nguy. Sau đây, xin mời quý khán thính giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Quân Ukraine đầu hàng hàng loạt. Hãng thông tấn TASS hôm 27 tháng 9 đưa tin một số lượng lớn quân nhân Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga trong những tuần gần đây bằng cách sử dụng tần số vô tuyến đặc biệt được thiết kế cho các chiến binh sẵn sàng hạ vũ khí, tần số 149.200 gọi là Volga, được quân đội Nga thiết lập vào mùa hè. Cho đến nay, nó đã được hơn 10.000 quân nhân Ukraine sử dụng. Nguồn tin cho biết bây giờ hơn 10.000 quân nhân Ukraine đã cho mạng sống và sử dụng tần số 149.200 Volga để đầu hàng. Những người bị bắt được cho ăn và được cung cấp mọi dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Điều này xuất hiện theo mọi hướng của tuyến giao chiến trong vùng tác chiến quân sự đặc biệt. Theo tờ Avia.pro, quân đội Ukraine không những đầu hàng mà còn mang theo nhiều hộp đạn để giao nộp. Lý do cho quyết định này của quân đội Ukraine vẫn chưa được biết. Có lẽ những lý do có thể bao gồm sự kiệt sức về mặt tinh thần và thể chất, cũng như sự bất đồng với hành động của mệnh lệnh. Hãng thông tấn TASS cho biết quá trình này gần đây dường như đã được đẩy nhanh khi quân đội Ukraine đầu hàng theo nhóm thay vì riêng lẻ, đặc biệt là xung quanh Jabotino. Ngôi làng ở vùng Zaporizhzhia đã trở thành nơi giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Jabotino vẫn là một trong những điểm nóng chính của cuộc xung đột, khi khu vực này liên tục hứng chịu các cuộc tấn công trong các cuộc phản công được báo trước từ lâu của Ukraine, phát động vào đầu tháng 6. Cho đến nay, nỗ lực này đã không mang lại bất kỳ kết quả rõ ràng nào, trong khi các báo cáo chỉ ra rằng lực lượng Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị quân sự trong quá trình này. Theo tình báo Nga, quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng để tiến hành chiến dịch đổ bộ lớn theo hướng Kherson. Đòn chính có thể là một đòn tấn công vào Novaya Kakhovka. Điều này sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng đột phá tới eo đất Berekov gần Crimea và cắt đứt quân đội Nga ở phía tây nam vùng Kherson. Theo các kênh điện tín quân sự, một lực lượng lớn của sư đoàn bộ binh 37 và 38 đã tiến về phía tây qua Dnipropetrovsk. 190 đơn vị thiết bị cũng đang di chuyển tới đó. Chuyên gia quân sự Yuri Krutov cho biết nhiều khả năng quân nhân Ukraine đang tập hợp lực lượng để tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo Krutov, quân đội Nga đã chuẩn bị đủ tốt cho nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vượt qua hồ chứa Kakhovka đã cạn kiệt để đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Hầu hết các khu vực có thể đột phá đều đã được pháo binh của Nga nhắm tới. Ông kết luận rằng tại đây hành động của lực lượng hàng không cũng có thể vô hiệu hóa hoàn toàn mọi nỗ lực nhằm chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân. Theo tài khoản Ripa, xung đột vị trí tiếp tục diễn ra trong khu vực Serebryansky và các khu định cư Kubino và Dirova. Các nỗ lực tấn công tiếp theo của Ukraine đã bị đẩy lùi, bị thua trước một đại đội nhân lực và một số xe bọc thép. Các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine từ lữ đoàn bộ binh số 67 và lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 buộc phải rút lui mà không đạt được thành công. Theo hướng Solida, có các trận chiến sử dụng pháo binh và máy bay không người lái ở khu vực Klachevka và Andrevka. Một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã phải trả giá đắt để chiếm được một khu vực hẹp của vành đai rừng gần đường ray phía đông của hai khu định cư. Các tác giả của Ripa cho biết, trong cuộc tấn công ở hướng Donetsk, các đơn vị bộ binh cơ giới của Nga với sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh đã chiếm được thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine trong một đồn điền rừng ở ngoại ô Krasnogorovka và cải thiện vị thế chiến thuật của họ. Ở khu vực Marinka và Arevka, các cuộc đụng độ về vị trí vẫn tiếp tục diễn ra mà không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong cấu hình hoạt động. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phá hủy các thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Sovetsky. Trong video, pháo binh Nga tấn công các cứ điểm và chiến hào do binh sĩ Ukraine chiếm đóng. Các cuộc tấn công được điều chỉnh bằng máy bay không người lái. Rõ ràng là đạn pháo bay vào các vị trí kiên cố. Đoạn phim cũng cho thấy sau khi tấn công vào các vị trí của Ukraine,
các vụ nổ thứ cấp đã xảy ra ở dây thứ 09. Điều đó chứng tỏ đạn pháo của Nga đã bắn trúng kho đạn của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng chia sẻ một đoạn video khác và cho biết một kho vũ khí và đạn dược chung của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy bởi một tên lửa phóng từ trên không ở khu vực làng Kisilevska, vùng Kherson. Tại khu vực Kherson, một đoạn video về cuộc tấn công của Nga vào kho ngũ cốc Nipolon đã được công bố trên Internet, nơi cũng có kho đạn của lực lượng vũ trang Ukraine. Hãng thông tấn MK cho biết kết quả của những cú đánh này là cơ sở hạ tầng Nipolon bị thiệt hại nặng nề. Theo ấn phẩm này, trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, có tới 2 triệu tấn sản phẩm được vận chuyển qua nhà ga này mỗi năm. Theo ước tính mới nhất của Moscow, chỉ riêng trong tháng này, Kiev đã mất hơn 17.000 quân nhân. Theo quân đội Nga, tổng số quân nhân Ukraine thiệt mạng kể từ khi cuộc phản công bắt đầu hiện đã vượt quá 83.000 người, với hơn 10.000 thiết bị quân sự hạng nặng cũng bị phá hủy. Ukraine yêu cầu cung cấp vũ khí hủy diệt để tấn công Iran và Syria. Tờ báo The Guardian của Anh hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9 đưa tin rằng các quan chức Ukraine đã trao cho chính phủ các nước G7 vào tháng 8 tài liệu yêu cầu tấn công Iran và Syria. Trong đó, Ukraine tuyên bố rằng máy bay không người lái cảm tử mà lực lượng Nga sử dụng được chế tạo bởi các nhà sản xuất Iran ở Iran và Syria. Kiev cáo buộc rằng Nga sử dụng máy bay không người lái Sa-131 và Sa-136 do Iran sản xuất và chúng lần lượt chứa 51 và 57 bộ phận do phương Tây sản xuất. Theo The Guardian, chính phủ Ukraine hồi tháng trước đã kêu gọi những người ủng hộ phương Tây tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Iran và Syria. Thậm chí còn đề nghị tự mình tiến hành các cuộc tấn công nếu được cung cấp vũ khí tầm xa để thực hiện. Ấn phẩm The Guardian viết rằng, trong số những đề xuất hành động của Ukraine với các đồng minh phương Tây là tấn công tên lửa vào các nhà máy sản xuất các máy bay không người lái này ở Iran và Syria, cũng như vào một địa điểm sản xuất tiềm năng ở Liên bang Nga. Tài liệu viết tiếp, những điều trên có thể được lực lượng phòng vệ Ukraine thực hiện nếu các đối tác cung cấp các phương tiện hủy diệt cần thiết. Như vậy có thể thấy, Kiev sẽ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cả hai quốc gia này nếu những người ủng hộ phương Tây cung cấp các phương tiện hủy diệt đủ để khả năng thực hiện cuộc tấn công. Đề cập đến việc Ukraine đã đe dọa tấn công tên lửa nhằm vào các nhà máy sản xuất máy bay không người lái của Iran và Syria, chuyên gia quân sự Alexei Lenkov cho biết, đây chỉ là những lời đe dọa và sẽ không có đòn thực sự nào được tung ra. Lenkov lưu ý rằng Ukraine đang cố gắng biến xung đột khu vực thành lục địa. Chuyên gia quân sự nhấn mạnh, tôi không chắc mọi người có tin điều này không, nhưng đây là một bài đọc thú vị. Đây là nỗ lực của Ukraine nhằm biến cuộc xung đột khu vực thành xung đột lục địa. Họ đã hơn một lần bị khiển trách vì điều này, bởi vì tập thể phương Tây không thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh tập thể nào cả. Nhưng Ukraine lại khiêu khích những điều này. Alexei Lenkov nhận xét thêm rằng, họ đe dọa cả thế giới, đe dọa người châu Âu rằng người Ukraine sống ở đó sẽ không tha thứ vì đã không giúp đỡ họ. Nói tóm lại, họ sẽ làm một cuộc cách mạng ở đó. Họ nói rằng Ukraine vẫn còn mạnh. Trước đó, chính quyền Ukraine đã quay sang các nước phương Tây với yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa mới có khả năng vươn xa tới Iran và Syria. The Guardian cho biết Kiev muốn dùng số tên lửa này để tiêu diệt các doanh nghiệp quốc phòng của Iran và Syria. Theo người Ukraine, bởi vì các quốc gia này sản xuất vũ khí cho quân đội Nga. Theo các nhà quan sát, mặc dù Israel thỉnh thoảng tấn công các nhà máy quân sự ở Syria và được cho là đứng sau các cuộc tấn công tương tự ở Iran, nhưng rất khó có khả năng Mỹ hoặc các đồng minh sẽ xem xét tấn công trực tiếp vào Iran. Tương tự như vậy, khó có khả năng rằng Ukraine sẽ được cung cấp vũ khí có khả năng thực hiện các hoạt động như vậy. Vì Mỹ thậm chí còn bày tỏ sự dè dặt nếu cuộc xung đột ở Ukraine leo thang khỏi tầm kiểm soát và có thể gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Zelensky chơi trò gì với Tổng tư lệnh quân đội Ukraine? Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky đã bị thẩm vấn trong vụ án hình sự liên quan đến việc đầu hàng vùng Kherson. Điều này đã được đài BBC của Ukraine đưa tin. Điều đáng chú ý là chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng các chính trị gia đang nói về tội phản quốc cao độ và thái độ cẩu thả đối với nghĩa vụ quân sự. Và đây không phải là trò đùa, là một phần của cuộc điều tra. Cuộc điều tra nhà nước và mật vụ Ukraine SBU đã thẩm vấn một số tướng lĩnh, trong đó có Zelensky. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi vụ đầu hàng một phần vùng Kherson và Zaporozhye được đặt theo tên ông. Được biết, quá trình tố tụng bắt đầu trong bối cảnh quân đội Ukraine phản công không đạt được mục tiêu của Kiev đề ra và cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần.
Vậy tại sao thủ tục tố tụng lại bắt đầu vào lúc này, và vị tướng Valery Zelensky có phải đối mặt với án tù hay không? Tin đồn về mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine không hoàn hảo đã lan truyền từ lâu. Hơn nữa, tướng Zelensky gần như được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Zelensky. Vì vậy, nếu vị tướng này đột nhiên quyết định tham gia chính trị, ông sẽ ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của phe đối lập Ukraine. Dẫn đầu là cựu Tổng thống Petro Poroshenko và thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. Ngoài ra, Zelensky còn nhận được sự ủng hộ của phương Tây. Báo chí nước ngoài thường xuyên ca ngợi ông trong các bài viết, không giống như Zelensky, người ngày càng khiến các nhà tài trợ phương Tây khó chịu. Những người xung quanh cựu Tổng thống Petro Poroshenko nói rằng vụ án hình sự đã đến giai đoạn có thể đưa ra cáo buộc chống lại Zelensky bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, quân đội sẽ đứng lên bảo vệ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Denis Denisov, chuyên gia tại Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ Nga, cho rằng Zelensky khó có thể được chỉ định làm bị cáo chính. Họ sẽ chỉ cố gắng làm hoen ố ông ta bằng một câu chuyện khó chịu nhằm làm suy yếu niềm tin vào Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Các tác giả của ấn phẩm Discret.tv cho biết, càng đến gần cuộc bỏ phiếu, điều quan trọng là phải hạ xếp hạng của Zelensky, điều mà các nhóm chính trị có ảnh hưởng sẵn sàng hỗ trợ. Phó Viện trưởng Viện SIS Vladimir Zarikin cũng có quan điểm tương tự và cho rằng sẽ không có ai bắt giữ Zelensky. Vụ án hình sự là lời cảnh báo của Zelensky tới Zelensky là không nên dính líu đến chính trị. Zelensky khiến Zelensky lo lắng vì ở phương Tây, Tổng tư lệnh này được ca ngợi như một anh hùng. Tổng thống Zelensky không phải không có lý do lo sợ rằng nếu các đối tác quyết định thay thế ông thì vị tướng này sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. ITA Seamus đến và quân đội Nga phải hành động nhanh hơn nữa. Mặc dù gặp rất nhiều bất lợi về tổng thể, nhưng Ukraine vẫn luôn tìm mọi cách mà ở mọi thời điểm để tiêu hao sinh lực quân đội Nga. Bản chất của một cuộc chiến tiêu hao, sự tàn nhẫn và khốc liệt của nó ngày càng được thể hiện ở Ukraine. Theo đúng mệnh lệnh từ giới lãnh đạo chấp bù, nếu bạn cầm chắc cái chết thì cũng phải lôi bằng được đối phương cùng số quyệt. Để bù đắp lại tinh thần và sức chiến đấu ngày càng đi xuống của binh sĩ, chế độ Kiev đã liên tục cầu xin phương Tây viện trợ các vũ khí đánh vào hậu cứ của Nga, như tên lửa ATA Seamus. Và với những gì chúng ta đã phân tích những ngày qua, thì Nga sẽ phải đối diện với bài toán làm sao để hóa giải loại vũ khí có tầm bắn xa tới 300 km này. Đó không phải là nhiệm vụ đơn giản như tuyên bố của các quan chức ngoại giao mặc vest trên truyền hình rằng chúng tôi sẽ vô hiệu hóa nó. Trong bài phỏng vấn với tờ tiếng Nga đầu tiên Tspress, chuyên gia quân sự đại tá đã nghỉ hưu Yuri Kudutov thẳng thắn nói rằng chiến tranh đang tăng tốc, chiến tranh ngày càng trở nên khủng khiếp và những đòn tấn công của kẻ địch đối với chúng ta ngày càng nhạy cảm hơn. Và giờ đây, bạn chỉ có thể giành chiến thắng nhờ tốc độ suy nghĩ và hành động nhanh chóng. Vì vậy, đã đến lúc phải thoát khỏi bộ máy quan liêu của quân đội. Những sự tán thành bất tận và tâm lý tấn công trả đũa. Đã đến lúc Nga phải tấn công trước để không mất Crimea, ông nói. Giải thích cho nhận định của mình bằng góc nhìn của một chuyên gia quân sự, đại tá Yuri Kudutov cho rằng trước các mối đe dọa từ tên lửa Ukraine và phương Tây, Nga có thể mất không chỉ hạm đội Biển Đen. Nguy cơ quân đội Ukraine tiến về Crimea sẽ tăng lên đáng kể nếu họ giữ lại chiến thuật tập kích như vậy và họ sẽ còn làm thế. Về phần chúng tôi sẽ không chống lại bất cứ thứ gì bằng tên lửa tầm xa sẽ được trao cho Zelensky. Lô ATA Seamus, theo như tôi biết, sẽ bao gồm 30 tên lửa với đầu đạn Kassets và việc giao hàng sẽ tiếp tục. Rõ ràng chiến thuật của Ukraine khi sử dụng tên lửa tầm xa như ATA Seamus, đó sẽ là tấn công vào các trung tâm hậu cần của Nga, tức là các trung tâm cung cấp và chỉ huy kiểm soát. Trong tình thế này, Nga sẽ buộc phải di chuyển sở chỉ huy và nhà kho, thay đổi nơi tập trung quân đội phụ tùng thay thế, nhiên liệu, lương thực cách tiền tuyến từ 250 đến 300 km. Đại tá Yuri Kudutov lo ngại rằng, đến khi chúng ta lấy được tất cả những thứ này từ đó, quân đội có thể không còn sống sót được. Kudutov nói thêm, lúc này, việc khẩn cấp phát triển các biện pháp ngăn chặn những cuộc tập kích của Ukraine là kém lạc quan. Thực tế là những tên lửa này có bề mặt tấn công hiệu quả nhỏ, và do đó, không phải tất cả các hệ thống phòng không của Nga đều phản ứng hiệu quả với chúng. Vì vậy, chuyên gia quân sự này đưa ra một giải pháp chủ động và đầy mạnh mẽ là phải tiêu diệt chúng khi nó còn chưa khai hỏa. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần tìm ra phương pháp tiêu diệt những tên lửa này sau khi vượt qua biên giới giữa Ba Lan và Tây Ukraine. Nếu chúng ta tiêu diệt chúng trong quá trình vận chuyển và bảo quản chứ không phải khi chúng được phóng từ máy bay và tấn công chúng ta thì sẽ có kết quả, ông nói thêm.
hiện ATICMS không phải là mối quan ngại duy nhất. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên tờ T-Secret và đại tá Yuri Glutov nhắc lại câu chuyện rằng: "Chúng ta nói rất nhiều về việc lực lượng không quân Ukraine đã không còn tồn tại, nhưng các máy bay của họ vẫn đang bay. Đúng vậy, không chỉ Su-24, MiG-29 đang bay, các cuộc tấn công bằng tên lửa đang được thực hiện. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng Ukraine tới đây có tên lửa Taurus. Dù theo tờ The Wall Street Journal, người Đức đang lo ngại rằng nếu họ giao Taurus cho Kiev sẽ kéo theo việc các kỹ thuật viên Đức phải tới quốc gia Đông Âu này để trực tiếp vận hành. Điều đó sẽ kéo Berlin vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, nếu khi Mỹ đã vượt rào với việc cung cấp ATACMS cho Kiev, thì hoàn toàn có khả năng người Đức sẽ chuyển Taurus tới Ukraine. Nếu Taurus xuất hiện thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn vì nó có lựa chọn phóng từ container. Hãy nghĩ đến một tình huống như thế này. Một chiếc xe tải dân dụng bình thường chở một thùng container rẽ vào một bãi đất trống, mở nắp ra, bệ phóng nâng lên, tên lửa được phóng, nắp đóng lại, xe lao ra đường và tiếp tục hành trình. Điều này đảm bảo rằng các tác động sẽ trở nên độc ngột hơn và số lượng của chúng sẽ tăng lên. Về giải pháp ngăn chặn sẽ là gì? Người Nga có những chiếc radar bay AW với khả năng trinh sát phát hiện đa mục tiêu. Nhờ sở hữu hệ thống radar theo dõi SMALM, radar bay AW có khả năng theo dõi mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lên đến 300 km, theo dõi mục tiêu trên không cách xa lên tới 650 km và phát hiện tên lửa phóng ở khoảng cách lên tới 8.000 km. Nó có thể theo dõi đồng thời khoảng 300 mục tiêu mặt đất hoặc 40 mục tiêu trên không. Nhưng siêu phẩm trinh sát có tốc độ bay lên tới 800 km một giờ và tầm hoạt động 7.500 km này lại có nhược điểm là một giờ bay của nó hết sức tốn tiền. Vì vậy, theo đại tá Yuri Knutov, giải pháp thay thế là cần phóng khinh khí cầu gắn trạm radar tự động trên lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó cần có sự hiện diện của Pantsir, tức là tổ hợp súng và tên lửa phòng không tầm ngắn, được đặt trên các bờ kè để tăng tầm bắn. Điều này tất nhiên áp dụng cho lãnh thổ Nga tính cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2022. Và điều đặc biệt cần thiết là phải có thông tin tình báo về hoạt động của Ukraine. Vị đại tá này cho rằng Nga phải có thông tin chính xác về nơi Ukraine dựng mục tiêu giả và nơi nào là mục tiêu thật để tiêu diệt chúng. Ông tiết lộ rằng, thật không may, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều mục tiêu sai. Và điều này vô cùng đáng thất vọng, bởi vì chúng tôi tiêu tốn đạn dược đắt tiền vào các mô hình bằng gỗ hoặc thiết bị đã qua sử dụng. Ngành hóa chất Đức bên bờ vực sụp đổ vì chiến tranh Ukraine. Chuyển sang thông tin về quốc gia đang có sự hậu thuẫn mạnh mẽ với Kiev. Hôm qua, 27 tháng 9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gặp đại diện các công ty hóa chất của nước này, trong lúc họ lên án rằng ngành này đang trên bờ vực sụp đổ do chiến tranh ở Ukraine. Trái với kỳ vọng, kết quả của cuộc gặp được cho là rất tệ. Tờ báo Đức Weser Kurier giật hàng tích rằng doanh nghiệp, đoàn thể thất vọng vì hội nghị thượng đỉnh hóa học. Thông tin cho biết, chính phủ liên bang của ông Scholz và ngành công nghiệp hóa chất đang thực hiện một hiệp ước hóa chất. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất ở góc độ của ngành vẫn chưa được giải quyết và công đoàn nhận thấy việc làm đang gặp rủi ro. Nguyên do tạo ra khủng hoảng trong ngành hóa chất ở Đức là vì ngành công nghiệp này phụ thuộc đáng kể vào giá năng lượng và giá này chỉ tăng lên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Nói một cách nhẹ nhàng, điều này lại được áp dụng lên chính sách năng lượng kém hiệu quả của chính phủ Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhận được một tài liệu do các quan chức khu vực chuẩn bị. Từ đó cho biết, ngành công nghiệp hóa chất của Đức đang phải đối mặt với việc cắt giảm việc làm hàng loạt vì nhiều cơ sở sản xuất sẽ được chuyển đến các địa điểm rẻ hơn ở nước ngoài. Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất VCI đã nêu trong thư ngỏ rằng sản lượng sụt giảm và mất đơn hàng đang làm mất đi sự tự tin của các ngành chúng tôi. Các chính trị gia không nên đứng sang một bên và chỉ xem những gì đang xảy ra. Giám đốc điều hành VCI Wolfgang Entrup cho biết các nhà sản xuất cần một gói biện pháp giúp giảm chi phí năng lượng và chấm dứt tình trạng quan liêu điên rồ. Vậy tại sao những khủng hoảng trong ngành hóa chất của Đức có thể dẫn tới sự bất an to lớn cho cơ cấu tổng thể nền kinh tế nước này? Cần lưu ý rằng Đức vốn là nhà vô địch thế giới về xuất khẩu các sản phẩm hóa chất. Ngành hóa chất, dược phẩm Đức chiếm gần 1/4 doanh số bán hóa chất của EU. Điều này khiến nó trở thành số 1 ở châu Âu vào năm 2019 và thứ 4 trên thế giới sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Ở Đức, hóa chất là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất. Doanh thu năm 2019 khoảng 198,3 tỷ euro, chiếm vị trí thứ 3 sau công nghiệp ô tô và cơ khí, với khoảng 464.000 người lao động, thu hút tới 8,3 tỷ euro đầu tư, ở vị trí thứ 2 chỉ sau ngành công nghiệp ô tô. Nhưng hàng loạt các thống kê bi quan đã xuất hiện khi năm nay, khối lượng sản xuất toàn ngành đã giảm 16,5% so với năm ngoái,
và vào năm 2022, mức giảm thậm chí còn lớn hơn, tới khoảng 20%. Chính vì vậy, việc ngành công nghiệp hóa chất Đức đang trên bờ vực sụp đổ sẽ là một đòn choáng váng giáng vào nội các của ông Olaf Scholz, trong bối cảnh nước này vẫn muốn dấn sâu thêm vào cuộc chiến Nga-Ukraine. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Tình và Sơ Mi News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thân ái, chào, tạm biệt.